Sài Gòn đi thôi. Chờ cái này có thì có đối ngại. Sao con nó hỏi sao bố mẹ biết nhau? Quen nhau, bố mẹ quen nhau trong hoàn cảnh nào? Xanh đỏ. Trong một khu phố, toàn màu xanh và đỏ. Khu phố thì có xanh đỏ. Thế mà trên con đường. Nhà đấy nó có một bên đỏ, một bên xanh và một bên đỏ. Bố mẹ đi ở giữa thì lại gặp nhau. Sao gặp nhau vô tình bố và nhà cái để làm mẹ con. Nhà cái là gì hả bố? Tại sao lại có nhà con? Chuyện đấy này lại là cả một câu chuyện dài. Em bảo là 9 giờ, em bảo mới đông 9 giờ. Khi em bảo mới đông 9 giờ. Nó thích có em không chú ạ? Đi vào.